Bản tin tổng hợp tình hình Myanmar ngày 15 tháng 3. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng kênh tin tức 24 giờ online cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình Myanmar. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Ít nhất 39 người qua đời tại Myanmar, nhiều nhà máy Trung Quốc bị đốt. Trung Quốc kêu gọi trừng phạt thủ phạm đốt các nhà máy nước này tại Myanmar. Gần 60 người qua đời trong một ngày biểu tình ở Yangon. Lãnh đạo chính quyền dân sự Myanmar lên tiếng sau chính biến. Thế giới đảo lộn ở Myanmar, Liên Hợp Quốc lo ngại tội ác chống lại nhân loại ở Myanmar. Những hình xăm đặc biệt trong các cuộc biểu tình ở Myanmar. Về tình hình cụ thể, ít nhất 39 người qua đời ở Myanmar, nhiều nhà máy Trung Quốc bị đốt. Ít nhất 39 người qua đời tại các cuộc biểu tình trên khắp Myanmar vào ngày 14 tháng 3, trong khi nhiều nhà máy của doanh nghiệp Trung Quốc tại Myanmar bị đốt và nhiều nhân viên Trung Quốc bị thương. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một nhóm các nhà hoạt động ở Myanmar cho biết lực lượng an ninh đã làm qua đời ít nhất 22 người biểu tình phản đối đảo chính tại khu công nghiệp nghèo Hilang Thaya ở ngoại ô thành phố Yangon vào ngày 14 tháng 3 sau khi một nhà máy Trung Quốc bị đốt cháy ở khu vực này. Hiệp hội hỗ trợ tù nhân AAPP thông tin 16 người biểu tình đã qua đời tại những nơi khác ở Myanmar trong ngày 14 tháng 3, biến ngày này trở thành ngày đẫm máu nhất kể từ khi quân đội tiến hành đảo chính hôm 1 tháng 2. Đài truyền hình quốc gia MRTV đưa tin một cảnh sát qua đời và ba người khác bị thương trong cuộc biểu tình ngày 14 tháng 3 ở Bagu, miền Trung Myanmar. Đài MRTV cho biết người biểu tình đã ném đá và có thể đã dùng súng dù chưa thể xác minh thông tin. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết nhiều nhân viên người Trung Quốc đã bị thương và mắc kẹt trong các cuộc tấn công đốt phá tại các nhà máy may mặc ở vùng ngoại ô Hlaingthae đại sứ quán trung quốc mô tả tình hình rất nghiêm trọng yêu cầu myanmar bảo vệ công dân và tài sản của trung quốc một số nhà máy của doanh nghiệp trung quốc đã bị phá hoại và hôi của nhiều nhân viên trung quốc đã bị thương và mắc kẹt đại sứ quán trung quốc tại myanmar thông báo trên facebook truyền thông địa phương cho biết khói bốc lên cao từ các khu công nghiệp yang thayer lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình ở khu vực này vốn là nhà của nhiều người di cư từ khắp nơi trên cả nước myanmar Thật kinh khủng, mọi người bị bắn ngay trước mắt tôi, điều đó sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa trong ký ức của tôi, một phóng viên ảnh tại hiện trường nói. Truyền thông Myanmar cho biết, chính quyền quân sự đã ban hành thiết quân luật tại Hilang -taya và một quận khác ở thành phố Yangon, trung tâm tài chính của Myanmar. Đài truyền hình Mawaday cho biết, lực lượng an ninh đã hành động sau khi bốn nhà máy may mặc và một nhà máy phân bón bị đốt phá và khoảng 2.000 người cản trở không cho xe cứu hỏa tiếp cận các nhà máy. Không có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ phóng hỏa các nhà máy của Trung Quốc tại Hilang Tower. Phát ngôn viên của đội Myanmar không đưa ra bình luận gì về thông tin trên, theo hãng tin Reuters. AAPP cho biết đến nay đã có 126 người qua đời trong các cuộc biểu tình phản đối đảo chính tại Myanmar. Hơn 2.150 người đã bị bắt giữ và khoảng 300 người đã được thả, tính đến hết ngày 13 tháng 3. Trung Quốc kêu gọi trừng phạt thủ phạm đốt nhà máy nước này tại Myanmar. Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar kêu gọi Myanmar trừng phạt những thủ phạm đốt phá một số nhà máy Trung Quốc ở thành phố Yangon. Trước đó, một tài khoản Twitter viết, nếu một dân thường bị giết, một nhà máy Trung Quốc sẽ thành cho. Tình hình Myanmar tiếp tục diễn biến tệ hơn khi một số nhà máy có vốn đầu tư của Trung Quốc bị cướp bóc và đốt phá hôm 14 tháng 3 tại Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar, khiến một số nhân viên người Trung Quốc bị thương. Các nhà máy bị tấn công nằm tại khu công nghiệp Square Limbans ở Hilang Thaya, Yangon, hầu hết trong số đó là các nhà máy may mặc, theo thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc ở Myanmar. Đại sứ quán Trung Quốc ở Myanmar đã liên hệ với các công ty bị ảnh hưởng và yêu cầu cảnh sát địa phương hành động để đảm bảo sự an toàn của các công ty và nhân viên Trung Quốc, đồng thời gửi cảnh báo an toàn tới các công ty và công dân Trung Quốc ở Myanmar. Việc Trung Quốc đầu tư vào ngành dệt may ở Myanmar đã tạo ra gần 400.000 việc làm cho Myanmar và hành vi đốt phá như vậy cũng làm tổn hại các lợi ích của người dân Myanmar, Đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar cho biết. Theo hãng tin Bloomberg trong tuyên bố phát cuối ngày 14 tháng 3, đại sứ quán này nói: "Chúng tôi thúc giục các nhà chức trách Myanmar áp các biện pháp hiệu quả để chấm dứt tất cả các hành vi bạo lực, đồng thời điều tra và trừng phạt các thủ phạm theo pháp luật." Trong khi đó, tờ thời báo hoàn cầu của Trung Quốc ngày 15 tháng 3 đăng bài xã luận thúc giục phía Myanmar trừng phạt nặng những người đã đốt phá và bồi thường thiệt hại cho các nhà máy Trung Quốc. Theo tờ thời báo hoàn cầu, các vụ tấn công trên dường như được tổ chức và lên kế hoạch Tờ báo này cho biết cách đây 2 ngày, một tài khoản Twitter đã đăng lời cảnh báo gửi tới quân đội Myanmar. Nếu một dân thường bị giết, một nhà máy Trung Quốc sẽ thành cho. Tài khoản có dấu tích xanh tên Cao Win, người sáng lập mạng lưới nhân quyền Myanmar. Tài khoản này đã công khai xem xét các nhà máy Trung Quốc là con tin của tình hình Myanmar. Đây là tội nghiêm trọng, chủ tài khoản nên bị bắt chịu trách nhiệm và đối diện với biện pháp trừng phạt pháp lý. Thời báo Hoàn Cầu viết, Tờ báo này nói rằng những người nói xấu Trung Quốc và xúi dục tấn công các nhà máy Trung Quốc là kẻ thù chung của Trung Quốc và Myanmar phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Gần 60 người qua đời trong một ngày biểu tình ở Yangon. Truyền thông Myanmar dẫn số liệu bệnh viện cho thấy, người qua đời trong cuộc biểu tình ngày 14 tháng 3 ở Yangon lên đến 59, trong khi hơn 100 người bị thương. Trang Malaysia News dẫn dữ liệu từ ba bệnh viện Yangon General, Hlaingthayar và Thiên Gangwon Sanpia cho thấy có ít nhất 59 người qua đời và 129 người bị thương chỉ riêng tại Gangwon khi lực lượng an ninh trấn áp người biểu tình. Theo các bác sĩ và nhân viên cứu hộ, con số thực tế còn cao hơn nhiều. Trước đó, hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị AIPP cho biết 22 người qua đời ở Gangwon khi lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình tại khu công nghiệp Hialang Tire ngoại ô ngoại Gangwon hôm 14 tháng 3 thêm 16 người biểu tình và một cảnh sát qua đời ở các khu vực khác, khiến hôm qua trở thành ngày đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính tháng trước. Theo AAPP, những trường hợp tử vong mới nhất nâng tổng số người qua đời biểu tình chống đảo chính lên 126. Hơn 2.150 người bị bắt giam tính đến ngày 13 tháng 3, trong đó có hơn 300 người đã được thả. Nếu số liệu từ các bệnh viện được xác thực, số người qua đời trong biểu tình sẽ tăng lên. Người biểu tình Myanmar hôm nay đã tiếp tục xuống đường ở thành phố Yangon, Mandalay và thị trấn miền trung My Ngan, nơi cảnh sát nổ súng. Hiện 6 quận của Yangon được đặt dưới lệnh thiết quân luật, đồng nghĩa bất kỳ ai bị bắt ở những nơi này đều bị toán quân sự xét xử thay vì toán dân sự, với mức án 3 năm lao động khổ sai đến tử hình. Họ bắn vào chúng tôi, một người biểu tình 18 tuổi ở Myanmar nói. Một cô gái bị bắn vào đầu và một cậu bé bị bắn vào mặt. Tôi nghe nói họ đã qua đời. Myanmar rơi vào hỗn loạn sau khi quân đội lấy lý do xảy ra gian lận bầu cử để tiến hành đảo chính, bắt giam cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều quan chức Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD. Bà Suu Kyi hiện đối mặt với bốn cáo buộc và sẽ hầu tòa lần hai trong hôm nay. Bạo lực diễn ra một ngày sau khi Man Win Khayang quyền phó tổng thống được Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD bổ nhiệm, cho biết chính phủ dân sự sẽ tìm cách trao cho người dân quyền tự vệ hợp pháp. Lãnh đạo chính quyền dân sự Myanmar lên tiếng sau chính biến. Trong bối cảnh con số qua đời trong các cuộc biểu tình gia tăng, lãnh đạo chính quyền, dân sự của Myanmar đã kêu gọi trao cho người biểu tình quyền tự vệ hợp pháp. Hãng tin Channel New Asia hôm 14 tháng 3 đưa tin. Ông Man Win Khiang Than, một lãnh đạo cấp cao của chính quyền dân sự Myanmar, đã nói rằng chính quyền dân sự đang tìm cách trao cho người dân quyền tự vệ trong bối cảnh số người qua đời trong các cuộc biểu tình đã hơn 80 người. Sau vụ chính biến, các nhà lập pháp Myanmar đã thành lập Ủy ban đại diện Quốc hội Myanmar. Ngày 9 tháng 3, Ủy ban đại diện Quốc hội Myanmar đã bổ nhiệm ông Man Win Khin Than làm quyền Phó Tổng thống của chính quyền dân sự Myanmar. Thông qua mạng xã hội Facebook, ông Than đã mô tả giai đoạn hiện tại là thời khắc đen tối nhất nhưng cũng là lúc bình minh cận kề. Đây là giai đoạn thử thách xem chúng ta có thể chống lại thời khắc đen tối nhất này đến mức nào, ông Than cho biết. Đồng thời, ông Man Win khiang Than nói rằng chính quyền dân sự sẽ nỗ lực xây dựng luật pháp cho phép người dân có quyền tự vệ trước sự đàn áp của quân đội. Ngoài ông Man Win Kiang Tan đã kêu gọi tất cả các sắc tộc anh em đồng lòng xây dựng một nền dân chủ liên bang cùng nhau nỗ lực để lật đổ chính quyền quân sự đã tồn tại hàng chục năm ở Myanmar. Hiện cả ông Man Win Khiang Than và nhiều lãnh đạo thuộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ NLD đang nỗ lực lẩn trốn để không bị quân đội Myanmar bắt giữ. Thế giới đảo lộn ở Myanmar Làn sóng biểu tình hậu đảo chính Myanmar vẫn sụp sôi khắp nước, dù lực lượng an ninh trấn áp ngày càng mạnh tay, khiến hơn 100 người qua đời. Ít nhất 50 người biểu tình đã qua đời trong hai ngày cuối tuần qua, khi lực lượng an ninh Myanmar tiếp tục sử dụng các biện pháp mạnh tay gồm hơi cay, bắn đạn cao su và cả đạn thật vào đám đông. Thế giới đã đảo lộn ở Myanmar. U Tin Tun, người đã thấy lực lượng quân sự ở thành phố Mandalay lái xe cứu thương, chờ người phụ nữ vừa bị binh lính bắn vào đầu, nói, chúng tôi phải chiến đấu tới cùng. Truyền thông địa phương cho hay, cuối chiều ngày 14 tháng 3, bốn nhà máy may mặc và một nhà máy phân bón do Trung Quốc tài trợ ở khu công nghiệp nghèo nàn Hiangtea, ngoại ô Yangon bị đốt phá. Khoảng 2.000 người đã ngăn chặn xe chữa cháy tiếp cận nhà máy. Cảnh sát sau đó đã nổ súng vào người biểu tình, khiến ít nhất 22 người qua đời. Thêm 16 người qua đời ở nhiều khu vực khác, gồm Mandalay và Bago. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị AAPP, khiến ngày 14 tháng 3 trở thành ngày đẫm máu nhất từ sau cuộc đảo chính quân sự đầu tháng trước. Sau khi các nhà máy bị đốt phá, Đại sứ quán Trung Quốc đã ra tuyên bố kêu gọi chính quyền quân sự có biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn tất cả các hành vi bạo lực, đồng thời cho biết nhiều nhân viên Trung Quốc đã mắc kẹt và bị thương do hỏa hoạn. Tối 14 tháng 3, chính quyền quân sự tuyên bố thiết quân luật ở Hiang Tha và quận Weita lân cận, hai nơi tập trung nhiều nhà máy, đặc biệt là các cơ sở diệt may, thiết quân luật cho phép lực lượng quân đội nắm mọi quyền lực tại các khu vực này. Trong video trực tiếp trên Facebook hôm 13 tháng 3, Man Win Kiang Tan, người được chính quyền, đã bị lật đổ bổ nhiệm làm quyền phó tổng thống để thực hiện nhiệm vụ thay các lãnh đạo bị bắt đã kêu gọi các nhóm dân tộc thiểu số, những người từ lâu đã đối đầu với quân đội, tham gia phong trào biểu tình, phản đối đảo chính. Ông gọi đây là thời khắc đen tối nhất của quốc gia và bình minh đã cận kỳ. Ông Ma Win Khiang Tan cho rằng, Ủy ban đại dịch quốc hội Myanmar đã thảo luận qua Zoom với lãnh đạo các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số đang kiểm soát phần lớn phía Bắc Myanmar. Ông cho biết, dân tộc thiểu số Myanmar đã chịu nhiều áp bức từ chế độ quân sự suốt nhiều thập kỷ và kêu gọi đoàn kết. Cuộc cách mạng này là cơ hội để chúng ta cùng nhau nỗ lực, Man Win Khiang Tan, Chủ tịch Thượng viện bị lật đổ nói. Quân đội Myanmar hay Tamadao đã nắm quyền lãnh đạo đất nước trong 60 năm trước khi chính quyền dân sự tiếp quản. Trong phần lớn thời gian đó, quân đội đã liên tục xảy ra xung đột với các nhóm dân tộc thiểu số. Một tháng rưỡi kể từ sau cuộc đảo chính chóng vánh hôm 1 tháng 2, quân đội Myanmar đã tiến hành nhiều cuộc trấn áp đẫn máu với người biểu tình. AAPB cho biết những trường hợp tử vong mới nhất nâng tổng số người qua đời trong biểu tình chống đảo chính lên 126. Hơn 2.150 người bị bắt giam tính đến ngày 13 tháng 3, trong đó có 300 người đã được thả trong số những người qua đời khoảng một phần năm bị bắn vào đầu và hơn một phần năm là thanh thiếu niên richard pados biên tập viên new york times nhận định chiến lược hiện tại của chính quyền quân sự myanmar dường như là làm suy yếu phong trào biểu tình bằng vũ lực người dân có thể sẽ từ bỏ hy vọng về dân chủ nếu thấy nhiều người qua đời hoặc bị bắt giam tuy nhiên các cuộc trấn áp mạnh tay đến nay mang đến kết quả trái ngược chính quyền tổng thống joe biden từng nhiều lần kêu gọi các tướng lĩnh quân đội myanmar khôi phục quyền lực cho lãnh đạo dân sự Hôm 12 tháng 3, thông báo công dân Myanmar không thể về nước do tình trạng bạo lực có thể ở lại theo diện bảo vệ có thời hạn lên tới 18 tháng. Do cuộc đảo chính quân sự và hành vi bạo lực của lực lượng an ninh nhằm vào dân thường, người Myanmar đang chịu cuộc khủng hoảng nhân đạo phức tạp và tồi tệ ở nhiều nơi trên toàn quốc. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ, Alejandro Machukas cho biết trong thông báo hôm ngày 12 tháng 3 Cuộc trấn áp đẫm máu cuối tuần qua bắt đầu từ nửa đêm ngày 12 tháng 3 khi một đám đông tụ tập bên ngoài sở cảnh sát Yangon để đòi thả tự do cho ba người anh em bị bắt. Cảnh sát đã nổ súng khiến hai người đàn ông qua đời. Theo họ hàng của nạn nhân, ít nhất 50 người đã qua đời cuối tuần qua. Tại thành phố Mandalay hôm 13 tháng 3, sau khi cảnh sát bắt đầu nổ súng, khoảng hơn 20 sinh viên biểu tình đã chạy trốn và trú ẩn trong nhà của Dao Pion, 49 tuổi. Cảnh sát và binh lính đã đuổi theo họ tới nhà Pion theo con gái Martin Nia San, người đã trốn cùng các sinh viên dưới đống chăn màn. Khi Pion từ chối giao nộp họ, binh lính đã bắn vào đầu bà. Tôi đã khóc và run lên vì sợ hãi. Mẹ tôi đã phải liều mạng sinh ra tôi, nhưng tôi không thể cứu mẹ khi bà cần và gọi tên tôi. Tin Nila San, 28 tuổi, nói. Binh lính đã nổ súng vào bên trong nhà và hầu hết sinh viên đã phải đầu hàng, 18 người bị bắt. Sau khi cảnh sát và binh lính rời đi, Tin Nia San nói cô và những sinh viên còn lại đã đưa mẹ cô tới một tu viện Phật giáo gần đó, nơi bác sĩ tình nguyện đang điều trị cho người biểu tình bị thương. Bà Pion được đưa lên xe cấp cứu, nhưng khi xe chưa kịp lăn bánh, 20 binh lính ập đến. Theo Tin Tun, người điều phối cấp cứu tại tu viện, họ đã phá cửa tu viện khiến mọi người phải chạy trốn. Tin Tun cho biết anh đã trốn gần xe cứu thương, nghe thấy binh lính nói rằng bà Pion dường như đã qua đời và họ nên đưa bà đi hỏa thiêu. Chiếc xe cứu thương sau đó được họ lái đi và bà Pion bị mất tin tức kể từ đó. Các thành viên gia đình đã tìm bà tại một nhà tù và nhiều bệnh viện quân đội nhưng không thấy. Tôi không thể ngủ hay nghỉ hay ăn uống gì được. Tôi muốn mẹ tôi trở về. Bà ấy là người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Bà đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ tất cả sinh viên trốn trong nhà của chúng tôi, tin Nila Sa nói. Liên Hợp Quốc lo ngại tội ác chống lại nhân loại ở Myanmar. Quân đội Myanmar có thể đã phạm phải tội ác chống nhân loại trong nỗ lực duy trì quyền lực, Chuyên gia Liên Hợp Quốc nhận định, Myanmar đang bị kiểm soát bởi một chế độ bất hợp pháp và có thể đã phạm tội ác chống nhân loại. Thomas Andrew, chuyên gia hàng đầu của Liên Hợp Quốc về các quyền ở Myanmar, phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền tại Geneva hôm 11 tháng 3. Ông cho rằng ít nhất 70 người đã qua đời sau đảo chính. Theo Andrew, những tội ác chống lại nhân loại mà quân đội Myanmar đã phạm phải có thể bao gồm sát hại người, cưỡng bức mất tích, bắt bớ và tra tấn được lãnh đạo cấp cao cho phép, gồm Tổng tư lệnh Min Aung Hlaing. Dù nhấn mạnh những hành vi phạm tội như vậy chỉ có thể được xác định trước tòa án, chuyên gia này nói rằng có bằng chứng rõ ràng cho thấy hành vi phạm tội của quân nhân phổ biến và là một phần của chiến dịch phối hợp. Áp lực ngoại giao đang dồn lên các tướng lĩnh Myanmar. Liên Hợp Quốc hôm 10 tháng 3 lên án quân đội Myanmar đàn áp người biểu tình, bắt hơn 2.000 người, trong khi Trung Quốc cũng kêu gọi giảm leo thang và đang tiến hành đối thoại giữa các bên. Quân đội Myanmar hôm qua tổ chức cuộc họp báo hiếm hoi, cáo buộc cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi nhận hối lộ 600.000 USD tiền mặt và hơn 11 kg vàng. Quân đội cho biết Ủy ban chống tham nhũng đang điều tra cáo buộc này. Tờ báo nhà nước Miro hôm qua thông báo quân Arakan, lực lượng chiến đấu giành quyền tự do cho người dân tộc Rakhine ở phía bắc bang Rakhine, không còn bị coi là tổ chức khủng bố. Arakan đối đầu với quân đội nhiều năm khiến hàng trăm người qua đời và khoảng 200.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa. Hero Lamahill, chuyên gia về Myanmar thuộc Viện Lowy của Australia nhận định quân đội có thể muốn tập trung đối phó biểu tình. Quân đội có nhiều kẻ thù, họ không muốn hoạt động cùng lúc trên quá nhiều mặt trận và mặt trận cấp bách nhất lúc này là chống người biểu tình ở các trung tâm đô thị lớn, ông nói. Quận Sang Chaung ở thành phố Yangon đang có một đêm không ngủ khi lực lượng an ninh đột kích vào các căn hộ để tìm kiếm vũ khí cảnh sát bị mất. Một khu vực khác của Yangon là Bắc Okalapa, cũng đang quay cuồng sau 300 vụ bắt người hôm 10 tháng 3 theo nhóm giám sát của Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị. Thêm 9 người qua đời trong các cuộc biểu tình hôm 11 tháng 3, gồm 6 người ở thị trấn Miangin, miền Trung, Myanmar. 6 người đàn ông bị bắn qua đời, trong khi 8 người bị thương, gồm một người đang nguy kịch. Nhân viên cứu hộ nói với AFP, một nhân chứng cho biết 5 người trong số họ bị bắn vào đầu. Báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc quân đội sử dụng vũ khí chiến trường với người biểu tình không có vũ khí và sát hại người có tính trước. Theo nhóm này, lực lượng an ninh sử dụng súng là hoàn toàn không phù hợp, gồm súng bắn tỉa và súng trường bán tự động. Quân đội Myanmar hiện chưa có bình luận gì về các thông tin trên. Những hình xăm đặc biệt trong các cuộc biểu tình ở Myanmar Người biểu tình Myanmar đang phản đối cuộc đảo chính quân sự bằng những hình xăm trên cơ thể. Nhiều người biểu tình ở Myanmar đã xăm lên cơ thể những dòng chữ tự do khỏi nỗi khiếp sợ. Một số người khác xăm hình nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi bị quân đội bắt giữ sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Các tiệm xăm địa phương nói với Reuters rằng những hình xăm trên ngày càng phổ biến. Một phụ nữ 23 tuổi xăm dòng chữ "Freedom of Fear" chia sẻ tại quán rượu ở thành phố Yangon. Tôi cảm thấy như mình đã đánh mất tương lai khi nghe tin đảo chính hôm 1 tháng 2. Tôi cảm thấy rất đau lòng và không muốn quên đi nỗi đau đó bằng cách xăm lên cơ thể để thế hệ trẻ sau này chứng kiến chúng tôi thoát khỏi chế độ quân sự như thế nào. Nhiều nghệ sĩ xăm mình đã xăm miễn phí cho người biểu tình hồi đầu tháng 2. Một số nghệ sĩ đã bị cảnh sát bắt nên hoạt động xăm được thực hiện một cách kín đáo hơn, đồng thời giảm giá mạnh cho khách hàng. Họ đe dọa chúng tôi bằng vũ khí, nhưng cuộc cách mạng của chúng tôi sẽ không thắng lợi nếu chúng tôi sợ hãi, một người đến từ tiệm xăm ở thành phố Jangun nói. Trong khi đó, bà Suki dự kiến ra hầu tòa hôm 15 tháng 3 theo giờ địa phương. Luật sư của bà Suki, Kim Maung Jao cho biết phiên tòa diễn ra ở tòa án thành phố Jangun lúc 10 giờ sáng thông qua liên kết video. Bà Suki đang phải đối mặt với ít nhất 4 tội danh, sở hữu bộ đàm không có giấy phép, vi phạm các hạn chế về COVID-19, vi phạm luật viễn thông và có ý định gây bất ổn cho cộng đồng, Quân đội cũng cáo buộc bà Suki nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp bao gồm 600.000 đô la tiền mặt và một lượng lớn vàng. Luật sư Khin cho rằng những cáo buộc trên là vô căn cứ. Ông phàn nàn về việc không được gặp thân chủ của mình, nhưng xác nhận bà Suki vẫn khỏe mạnh trong phiên tòa gần nhất hôm 1 tháng 3. Bà Suki từng bị quản thúc tại gia hơn 15 năm dưới thời chế độ quân sự trước đây. Bản tin của tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.